Con nghe đây mẹ ơi. Dạ con ăn rồi ạ. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Nhà con ạ? Đi mua thuốc khớp cho mẹ ạ? Dạ chắc nhà con mua rồi. Nhưng mà không hiểu hôm nay đi làm nào mệt thì đi ngủ rồi mẹ ạ. Thôi để mai con ra hiệu thuốc con mua con mang qua cho mẹ ạ. Con hỏi chồng con xem để thuốc ở đâu rồi con mang sang cho mẹ ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, mẹ nghỉ sớm ạ. Dạ. Này, mày nha. Anh về rồi à? Mà... Sao uống nhiều thế? Mấy 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 giờ không đi ngủ, ngồi đây. Ngồi xuống đây xem nào. Em lấy nước cho. Cẩn thận đừng ngã. Ôi trời. Này uống nước đi. Lại bia hả? Nước lọc đấy. Anh uống đi cho nó giải rượu. Anh ăn cái gì chưa? Em xào mì cho anh như này. Anh ăn đi. Cơm thì không nấu, nấu mì giờ này ai ăn được. Mà em ăn gì chưa? Em chưa. Tại sao không nấu cơm? Hả? Tại sao giờ này chưa ăn? Thì em gọi điện cho anh lúc chiều. Ừ. Em bảo anh về sớm ăn với em còn gì nữa. Anh bảo anh về ngay. Thế mà bây giờ gần 12 giờ rồi. Đúng rồi. Giờ gần 12 giờ rồi cơ. Nó có ý định về. Nhưng mà mấy thằng em nó cứ giữ lại, nó bảo là anh về nó mất vui. Mất vui thì anh đừng về. Thế cho nên là mình ăn cơm ấy. Mà anh uống thì anh uống ít thôi. Uống gì mà nhiều thế. Mà mình thông cảm với công việc. Bước thứ hai là anh em người ta rủ. Anh em nó rủ thì mình đi thôi. Rồi. Thôi em đưa anh vào trong nhà nghỉ đi. Thay quần áo ra kinh quá. Ê được đi được nha. Alo. Mẹ à? Vâng, con chào mẹ. Mẹ vợ con sang đấy không ạ? Vâng, con biết rồi. Hôm nay con không thể chịu đựng được nữa. Con xin phép mẹ là con được nói chuyện với mẹ. Đấy mẹ thấy không? Con chịu đựng đến bây giờ là cũng đủ rồi mẹ ạ. Vâng. Cái gì ạ? Mẹ bảo con đi ăn đi nhậu ạ? Con nói thật với mẹ thế này. Đúng là con có đi ăn đi nhậu. Nhưng mà con đi ăn nhậu là trong sáng vì công việc. Con chưa bao giờ hư và con chưa bao giờ phản bội vợ con cả. Nhưng hôm nay con phải tiết lộ bí mật này với mẹ. Mẹ cũng biết rằng vợ con bây giờ không phải là con như ngày xưa nữa đâu. Suốt ngày nhắn tin mà con để ý rồi, mỗi lần nhắn tin ý mà nhìn sang mặt con cái là lén lén lút đi ra ngoài hoặc đi vào trong nhà tắm. Mẹ thấy nếu như một người bình thường, liệu có ai cầm điện thoại vào trong nhà tắm, điện thoại vào trong toilet, điện thoại ra ban công mà khóa cửa ngoài để điện thoại không, để nhắn tin không? Vâng, đến giờ này vẫn chưa về. Con thì không ai đón, cơm thì không ai nấu. Mẹ bảo con chịu đựng đến bao giờ? Con nhậu xong rồi con vừa về. Vâng. Vâng ạ. Dạ vâng. Con chào mẹ. Cô chịu về rồi đấy à? À, cô đi đâu đấy? Đi chơi.
À, giờ này mà chồng cô hỏi cô đi đâu mà cô trả lời là cô đi chơi à? Ơ, anh buồn cười thế nhở? Anh có bạn thì tôi cũng phải có bạn chứ. Làm sao? Thế cô đi chơi tại sao con cô không đón? Tôi không đón được thì anh đón chứ làm sao đâu. Anh đón đi. Sao lúc nào cũng phải là một mình tôi đón thế? Alo. Em về nhà rồi nhá. Mai gọi lại sau nhá. Bye bye. Chúc ngủ ngon. Ai vừa gọi? Ai vừa gọi? Không biết thì còn hỏi. Password. Tại sao cô thay password hả? Tôi thích thì tôi thay đấy. Làm sao? Bây giờ thì tôi hỏi cô là cô đi đâu về thì cô bảo cô đi chơi. Bây giờ tôi hỏi cô tại sao cô thay password, cô bảo cô thích cô thay đúng không? Ai cũng có quyền tự do cá nhân riêng nhá. Anh đi đâu cô rồi? Anh nói gì với tôi không? Tôi đi đâu? Tôi đi công đi việc nhá. Công việc gì? Tôi lúc anh đi nhậu ấy có nói gì với tôi không? Bạn bè người ta rủ tôi đi nhậu vì công vì việc tôi phải đi chứ tôi không muốn đâu. Thôi anh đừng có nói lý do nữa. Anh có bạn bè, tôi cũng có bạn bè. Anh tưởng một mình anh có công việc à? Tôi có công việc đấy. Công việc gì? Bạn bè gì hả? Bạn bè mà nhắn tin lén lén lút lút à hả? Bạn bè mà phải vào toilet để nhắn tin à hả? Bạn bè kiểu gì? Anh bỏ kiểu ăn nói thế đi nhá. Anh đừng có mà xúc phạm tôi. Xúc phạm cái gì? Mà thôi, nếu mà anh đã biết rồi tôi cũng chả giấu anh làm gì nữa. Cái gì? Tôi có bồ đấy. Làm sao? Cái gì? Ly hôn đi. Cô giỏi thật rồi. Cô nói cô có bồ à? Tại sao cô lại có bồ? Trong khi cô có một người chồng yêu thương cô, một đứa con yêu thương cô, một gia đình hạnh phúc đầm ấm như thế này hả? Cô còn muốn cái gì nữa? Thì tôi có muốn thế đâu. Ai bảo người ta cứ tán, người ta cứ rủ, người ta cứ nhắn tin, người ta cứ quan tâm tôi, xong người ta thích, người ta yêu thì tôi yêu thôi. Người ta thích, người ta yêu thì cô yêu thôi hả? Thì cũng như anh thôi. Như tôi là như thế nào hả? Mình thông cảm với công việc. Bước thứ hai là anh em người ta rủ. Anh em nó rủ thì mình đi thôi. Đấy, nó là như thế đấy. Lỗi tại tôi, lỗi tại anh. Tất cả là do anh. Tại sao anh không biết từ chối một bữa nhậu để ở nhà với em? Thế đến bây giờ gia đình mình đến như nông nỗi này. Tại sao em lại có bồ? Tại sao em lại có bồ hả? Trả lời anh đi. Trả lời cho anh đi. Là còn kịp ý. Tôi chỉ nói thế thôi. Thì làm sao mà tôi có bồ được? Không có bồ. Không có bồ thì số điện thoại này là của ai? Hả? Số điện thoại ngày nào cũng nhắn đi là của ai? Anh nhìn lại anh xem. Anh nhậu nhẹt, anh say xỉn, anh có còn là con người nữa không? Đến cả số điện thoại của mẹ đẻ anh còn chả nhớ nữa. Số của mẹ anh đấy. Số của mẹ đẻ? Có gọi điện thoại ra. Này, không tin thì gọi đi. Alo. Mẹ à? Vâng, con đây ạ. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Mình, anh xin lỗi mình. Anh biết là anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ bỏ tất cả những cuộc nhậu nhẹt ở bên ngoài, dành thời gian cho gia đình. Mình tha thứ cho anh nhá. Có thật không? Thật. Thề. Thế thì còn nghe được. Trông kinh quá. Anh vào anh tắm rửa đi. Người ta vào nấu cho cái gì mà ăn.